Grand Sofila, tâm điểm thương mại tại thiên đường giải trí hàng đầu Đông Nam Á. Sản phẩm mới của Empire Group. Mấy đứa nó có ghi mẹ trước đây một năm thì đã thấy hiện tượng của em nó bị theo chân
chưa biết nó là một cái bệnh gì, không đợi là đứa cháu bảo ta chỉ bế nó luôn chân rồi nó để chân vào túi áo của ta, thế sau nó kêu lên. Nói chuyện với mắt em sáng lấp lánh và thể hiện rất là nhiều những cái điều mà em muốn làm.